Chào mừng quý vị đến với video giới thiệu về đông trùng hạ thảo Na Khúc Tây Tạng. Trong video này, chúng tôi sẽ mang đến cho bạn thông tin chi tiết về sản phẩm độc đáo này cùng các cách sử dụng để tận dụng tối đa các lợi ích mà đông trùng hạ thảo mang lại. Na Khúc nằm tại phía tây bắc của thành phố Hà Sa, thủ phủ của Tây Tạng. Vùng này nổi tiếng với việc mua bán đông trùng hạ thảo từ khắp mọi nơi trên thế giới. Đông trùng hạ thảo Na Khúc Tây Tạng là một sản phẩm quý hiếm được khai thác từ thiên nhiên vùng cao nguyên, với nguồn gốc tự nhiên và giá trị y học đáng kinh ngạc. Đông trùng hạ thảo chứa nhiều thành phần dược lý đặc biệt tốt cho sức khỏe con người. Một số hoạt chất điển hình như nucleoside, corbichepanh, adenosine, nucleobasis, nucleotide, polysaccharide, sterone, acid amin và polypeptide. Chúng có tác dụng từ tăng cường hệ miễn dịch đến hỗ trợ chức năng sinh lý, quản lý đường huyết, bảo vệ tim mạch, và nhiều lợi ích khác. Đông trùng hạ thảo Na Khúc Tây Tạng có nhiều tác dụng quan trọng cho sức khỏe con người như tăng cường hệ miễn dịch, bảo vệ tim mạch, hỗ trợ chức năng sinh lý, phòng và điều trị bệnh đường hô hấp, kiểm soát cholesterol, quản lý đường huyết, giảm đau nhức mỏi, tốt cho gan thận phổi, và nhiều tác dụng khác. Chi tiết về công dụng xin mời quý vị vui lòng xem trên website hàng nhập khẩu Á Âu. Có nhiều cách sử dụng đông trùng hạ thảo Na Khúc Tây Tạng như ngâm rượu, hấp trà, chế biến canh và cháo. Đối với đông trùng hạ thảo tươi ngâm mật ong, quý vị có thể uống 30ml nước mật ong chứa đông trùng hạ thảo mỗi ngày. Chúng tôi, hàng nhập khẩu Á Âu, là đơn vị uy tín tiếp thị và phân phối đông trùng hạ thảo Na Khúc Tây Tạng tại thị trường Việt Nam. Chúng tôi cung cấp 3 dạng sản phẩm chính, đông trùng hạ thảo khô nguyên con, đông trùng hạ thảo tươi tự nhiên nguyên con và đông trùng hạ thảo tươi ngâm mật ong. Loại thứ nhất là đông trùng hạ thảo khô nguyên con. Chúng tôi cung cấp 3 kích cỡ, king size, size A, size super A. Kích cỡ king size, trọng lượng 10 gram có từ 14 đến 15 con hoặc 16 đến 17 con. Kích cỡ size A. Trọng lượng 10 gram có từ 40 đến 43 con hoặc 50 đến 52 con. Kích cỡ size super A, trọng lượng 10 gram có từ 20 đến 22 con, 24 đến 26 con, 28 con, 30 đến 32 con. Loại thứ hai là đông trùng hạ thảo tươi tự nhiên nguyên con, chúng tôi cung cấp nhiều kích cỡ khác nhau, 10 con size 16 gram, 15 gram, 14 gram, 12 gram, 10 gram. Loại thứ ba là đông trùng hạ thảo con tươi ngâm mật ong. Chúng tôi cung cấp nhiều kích cỡ khác nhau, 10 con size 13 gram, 12 gram, 11 gram, 10 gram. Sản phẩm được nhập khẩu từ Tây Tạng Trung Quốc. Chúng tôi cam kết sản phẩm đã được kiểm định theo quy định pháp luật, có xuất VAT và tem phù hợp cho các đại lý. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian để tìm hiểu về đông trùng hạ thảo Na Khúc Tây Tạng thông qua video này. Chúng tôi hy vọng rằng quý vị sẽ tận hưởng các lợi ích tốt cho sức khỏe từ sản phẩm độc đáo này. Nếu quý vị cần cung cấp bất cứ thông tin gì hay cần tư vấn, mua hàng, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số hotline, Zalo trên màn hình. Trân trọng cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Kính chúc quý vị sức khỏe và xin hẹn gặp lại ở những video sau.